Tôi sẽ hướng dẫn các bạn học sinh và cho học sinh cách sử dụng phần mềm luyện thi môn hóa. Đây là cái phần mềm hỗ trợ cho chúng ta học sinh là thực hiện các bài kiểm tra thử theo đúng mẫu đề thi cho phổ thông quốc gia môn hóa học. Chúng ta hãy bật phần mềm lên. Phần mềm này được thiết kế theo cái mô hình là ngân hàng câu hỏi. Ở trong phần mềm đã có sẵn một ngân hàng câu hỏi luyện thi môn hóa cho học phổ thông quốc gia. Ở trong phần mềm cũng có sẵn các cái mẫu đề thi chính thức giống theo cái khuôn mẫu của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chúng ta chỉ việc vào và thực hiện lệnh thi, lệnh kiểm tra. Khi chúng ta vào thì ở vị trí này hiện lên cái thỏ tên là khách. Nếu chúng ta muốn khi muốn thực hiện được cái việc kiểm tra chính thức, chúng ta phải đăng ký tên vào cái chức năng học sinh mới. Chúng ta có được phép là tạo học thêm học sinh vào đây. Chúng ta cần nhập tên lớp và trường và muốn đồng ý thì tên chúng ta sẽ hiện ở đây. Như vậy là phần mềm này cho phép là được sử dụng, được phép mà được đăng ký nhiều tên nhiều học sinh trong một phần mềm. Như vậy phần mềm có cái tính năng là trên một máy tính sẽ theo dõi nhiều cùng lúc nhiều học sinh cùng tham gia việc luyện thi môn hóa. Nếu chúng ta đã có rồi, chúng ta chọn ở đây và chúng ta bấm nút đồng ý và tên của cái người sử dụng hiện ra ở đây và phần mềm bắt đầu theo dõi cái người này thực hiện cái việc luyện thi. Thì về chức năng, tôi xin phép mô tả phần mềm có hai tính năng. Một tính năng dùng để kiểm tra thử, tức là chúng ta chỉ luyện cái khả năng kiến thức của mình chứ chưa tính điểm chính thức, chưa phải là thi chính thức. Đã bấm vào đây thì cái tính năng kiểm tra thử sẽ bao gồm như sau. Chúng ta sẽ phải nhập hai tham số, một là số lượng câu hỏi, hai là thời gian làm bài. Ví dụ tôi nhập cái số lượng câu hỏi, ví dụ như là 8 câu, thời gian làm bài tôi muốn làm bài trong thời gian là 3 phút chẳng hạn. Chúng ta bấm nút kiểm tra, phần mềm sẽ bắt đầu sinh cái đề kiểm tra từ cái ngân hàng câu hỏi có sẵn trong phần mềm, tạo ra một đề kiểm tra ngắn gồm có 8 câu 3 phút. Khi đã thực hiện tạo xong cái đề kiểm tra, phần mềm sẽ hiện ra cái màn hình đó, màn hình, và chúng ta sẽ bắt đầu làm bài. Ta bấm vào đây, phần mềm sẽ hiển thị cái đề kiểm tra ở trên màn hình theo từng câu hỏi. Chúng ta sẽ làm theo từng câu hỏi. Đây là câu 1. Để làm, chúng ta phía dưới có các nút phản trả lời, chúng ta sẽ bấm chọn một trong các phương án. Nếu mà đây mà là phần đây làm câu hỏi trắc nghiệm một đúng nhiều sai thì chúng ta sẽ click một lần một ô, còn nếu mà là câu hỏi nhiều đúng nhiều sai chúng ta sẽ phải click nhiều ô cùng một lúc. Phần mềm sẽ không chúng ta phân biệt được đâu là câu hỏi một đúng nhiều sai hay là nhiều đúng nhiều sai. Chúng ta sẽ phải tự tìm hiểu lấy cái câu hỏi. Chúng ta bấm nút câu tiếp để sang bài làm tiếp theo, và cứ như vậy theo từng câu một. Từng câu một như thế này, chúng ta có thể dùng nút này để phóng to hay là thu nhỏ cái màn hình nội dung của câu hỏi. Chúng ta có thể chuyển đến bất cứ một câu hỏi nào. Ở đây là cái khung đồng hồ, màu đỏ là thời gian chúng ta đã làm và màu xanh thời gian còn lại. Chúng ta có thể bấm nút nộp bài để nộp bài trước thời gian, hoặc là nếu hết thời hạn thì phần mềm cũng tự động nộp bài và tự động chấm điểm ngay lập tức. Chúng ta bấm nút nộp bài để làm bài, để nộp bài. Phần mềm tức là ra điểm. Như vậy có 10 câu chúng ta làm 5 câu đúng được 5 điểm. Và chúng ta bấm đóng, chúng ta sẽ xem lại được toàn bộ cái quá trình ta làm ở đây. Câu 1 đây, câu 2, câu 3 và xem sao đáp án đúng đây. Để xem mình làm đúng hay là sai. Khi xem xong thoát ra và trở về cái giao diện chính của màn hình. Bây giờ tôi mô tả các bạn cái lệnh chính của phần mềm, đó là lệnh kiểm tra chính thức. Đây là lệnh cho phép chúng ta tiến hành kiểm tra trực tuyến trên máy tính với đi kiểm tra theo đúng mẫu thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chúng ta lựa chọn cái phương án là thi tuyển đại học cao đẳng, chính là cái mẫu thi trung học phổ thông quốc gia hiện nay. Bấm nút kiểm tra. Phần mềm sẽ tự động sinh cái đề kiểm tra và chúng ta đã sẵn sàng để mà đây,
sẵn sàng rồi. Thì tại vị trí này chúng ta có hai cái lệnh, một lệnh là in đề, chúng ta có thể chữ làm bài vội, chúng ta có thể in để kiểm tra này ra ở giấy. Đây là tính năng cho phép chúng ta print preview cái đề kiểm tra đó trên màn hình theo đúng cái dạng mà phần mềm mà chúng ta có thể in ra. Đây là cái một trong những tính năng rất là mạnh của phần mềm, của cái dạy các phần mềm ngân hàng câu hỏi của công ty Schoolnet. Chúng ta có thể xem được các cái để kiểm tra này và in ra. Đây là tính năng cho phép là các cha mẹ học sinh cũng như giáo viên, chúng ta có thể in để kiểm tra này ra và cho và để chúng ta phát ra cho học sinh làm bài. Theo từng trang một, từng trang, đây là trang 1, đây là trang 2, trang 3, trang 4, trang 5. Chúng ta có thể xuất ra file doc hoặc là file doc exe để chúng ta có thể mi trang lại và chỉnh chỉnh đẹp hơn, vì có thể rất nhiều những cái bài tập ví dụ như môn hóa chẳng hạn, những công thức hóa học nó không nó rất là khó mà hiển thị chính xác trên mình. Chúng ta có thể dùng chức năng này để xuất ra file Word và sau chúng ta sẽ tinh chỉnh lại, mi trang lại cho nó đẹp hơn. Chúng ta có thể in trực tiếp bằng cái lệnh bấm nút này, in trực tiếp cái đề này ra các giấy, bấm nút này để thoảng. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái tính năng kiểm tra chính thức, chúng ta bắt đầu thì phần mềm sẽ hiển thị cái đề bài mà ta sẽ làm từng câu một như thế này. Đó. Từng câu một giống như là cái lệnh mà thi thử tôi nói lúc nãy. Chúng ta có thể chuyển đến bất cứ một cái câu hỏi nào mà chúng ta muốn và chúng ta sẽ làm bài. Câu hỏi thì có thể là một đúng nhiều sai hoặc là nhiều đúng nhiều sai. Đó. Thì đó là cái cách chúng ta làm. Chúng ta có thể quay lại từ đầu hoặc là về câu cuối, và chúng ta có thể xem từng câu một, từng câu một. Đây là đồng hồ thời gian, đồng hồ giá trị màu đỏ là thời gian đã làm, còn màu xanh là xem còn lại. Chúng ta có thể nộp bài khi ta làm xong, nộp bài trước giờ hoặc là khi mà hết giờ phần mềm tự động sẽ chấm điểm. Ta làm thử nộp bài và ra điểm ngay, ra điểm ngay. Khi ra điểm xong rồi chúng ta bấm nút đóng và ta quay lại xem lại ta làm bài như nào. Tại bước này chúng ta không được phép chỉnh sửa làm lại nữa, mà nó bây chỉ phép được phép thoát ra. Thì đó là cái tính năng kiểm tra chính thức. Một tính năng nữa của phần mềm là toàn bộ cái việc kiểm tra của một người đã đăng ký ở đây, phần mềm sẽ lưu lại toàn bộ kết quả. Ta xem ở đây, xem kết quả phần mềm sẽ lưu lại toàn bộ kết quả đã làm đây, và dựa trên kết quả này phần mềm sẽ thông báo cái nhận xét. Bạn có hơn nữa, tức là cái người đó cần phải là có cái kết quả không được tốt và người đó sẽ phải có nhiều hơn nữa. Đấy. Đây là cái điểm trung bình của các bài kiểm tra của chúng ta trong trong cái quá trình ta làm bài, điểm trung bình của những cái lần kiểm tra chính thức. Như vậy là phần mềm này có tính năng là theo dõi toàn bộ quá trình luyện thi, luyện học của một học sinh trên một máy tính, và như vậy rất là thích hợp cho cái việc mà học sinh chúng ta có thể có cái thái độ là tự tự nguyện, tự động nhận thức được và tự học. Số lần số lần mà kiểm tra là hoàn toàn là không hạn chế. Phần mềm trong phần mềm có sẵn một ngàn hàng câu hỏi rất lớn, do đó cho nên các cái đi kiểm tra được tự động sinh như vậy sẽ hầu như là không trùng lặp nhau. Đây là một phần mềm rất là hữu ích cho dành cho học sinh, cha mẹ học sinh, giúp các con là luyện thi trung học phổ thông quốc gia thời gian tới.